Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng dành cho các bác xích lô. Đây là bộ phụ tùng sử dụng động cơ 24V 650W, tốc độ vòng quay của nó là 530 vòng trên phút, một bộ điều khiển 24V 1000W. Bộ điều khiển này được cải thiện rất nhiều so với cái dòng điều khiển 24V 800W ngày xưa, cái loại mà sử dụng vỏ nhôm ấy. Thì với cái loại điều khiển đấy thì thực tế là cái dòng điện nó cung cấp cho cái động cơ nó không đủ, cho nên là nó rất là yếu. Còn với cái điều khiển này thì nó sẽ phát huy tối đa sức mạnh của động cơ. Và với cách lắp đặt hợp lý thì nó có thể chở đến 5-6 tạ là chuyện bình thường. Ở trong cái bộ này thì có các cái loại nhông lớn bé cho các bạn có thể thay đổi để tăng cái tải trọng lên. Với cái nhông sau càng lớn thì lực kéo và lực chở hàng càng khỏe nhưng tốc độ nó sẽ chậm. Còn với những cái nhông sau nhỏ thì tốc độ sẽ nhanh nhưng lực kéo sẽ yếu. Tùy theo yêu cầu và mục đích của người sử dụng thì chúng ta nên chọn loại nào cho phù hợp, thì cái đấy là tùy ý của khách hàng. Với cái nhông sau khoảng 41 răng thì sức kéo của nó có thể lên đến 5 tạ là chuyện bình thường. Bộ này thì trang bị đặc biệt hơn là một cái sạc có thể sạc được tới cái bình 200A dung lượng và có thể tự ngắt khi đầy. Đây là một dòng sạc thông minh có rất nhiều chức năng luôn. Có thể tự ngắt khi đầy, có thể chống ngược và có thể sạc cả bình 12V và tự nhận diện dòng sạc, tự nhận diện điện áp để điều chỉnh. Cặp ngược cũng không sao cả. Đấy. Tiếp theo là đến cái bộ líp. Với cái bộ líp này thì nó cho ta một cái loại líp rất là lớn. Mặc dù thì cái gen của nó thì vẫn là gen líp của cái dòng líp bình thường thôi, nhưng mà nó lại cho ta cái líp lớn hơn, cho nên là cái khả năng chịu lực của cái líp này rất cao. Nó to gấp 1,5 lần so với líp xe đạp bình thường. Đấy, các bạn có thể nhìn trong video đấy. Trang bị với cái bộ phụ kiện này là thêm hai bộ xích nữa, đủ để cho các bạn nối dài từ đằng trước về đằng sau tùy ý. Và tất nhiên thì với cái xe của mình thì các bạn có thể thay đổi theo nhu cầu, dài ngắn, lắp đặt. Còn cái việc lắp đặt cái động cơ thì nó cũng không có gì khó cả. Về cái phần điều khiển thì có hai dây vàng và dây đỏ, thì là đấu vào với động cơ đây như thế này. Đấy, nếu như các bạn cần đảo chiều ngược lại thì chỉ cần đảo dây động cơ là xong thôi. Tiếp theo đến là phần đấu vào aquy, thì các bạn có thể để ý đây. Thì với aquy thì nó chạy bình hai bình, đây là bình mô phỏng cho nên nó bé. Trên cái điều khiển đây thì cái điều khiển này là điều khiển 24V 1000W và dòng nó rất là cao. Các bạn chỉ cần đấu điều khiển đúng theo cái rắc dương và âm như thế này, đỏ thì vào dương và đen thì vào âm, và hai bình thì nối tiếp giống như thế này. Đấy, còn cái điều khiển này thì có cái rắc ga thì các bạn cứ cắm vào đây là xong thôi. Động cơ thì có cái quạt tản nhiệt cho cái hiệu suất rất là cao. Đấy. Cái bộ phụ tùng này thì trước kia đã có giới thiệu rồi, nhưng mà nó có con điều khiển nhỏ hơn. Cái bộ phụ tùng này ngày xưa có giới thiệu một lần những cái điều khiển nó nhỏ, thì nay có cải thiện lại cái điều khiển lớn hơn. Đây là cái điều khiển cũ của nó đây, các bạn xem và so sánh.
Đây là cái điều khiển là 24V 800W. Cái thời đầu tiên là hay sử dụng cái loại này. Đây. Đó. Thì nó rất là yếu, nó không đáp ứng được, cho nên là bây giờ mình đã có thay thế lại bằng cái dòng điều khiển này. Đấy các bạn này, nhìn này, đây là dòng điều khiển này. 2436V 1000W cho dòng điện là 30A, rất là khỏe. Nó rất là to. Đây các bạn có thể so sánh hai loại này. Đấy. Cái loại đời mới bây giờ nó rất là khỏe. Chọn cái bộ phụ tùng này là có thể đủ đáp ứng cho các bạn là sử dụng rồi. Và đi chọn bộ này thì có bộ phụ tùng này bao gồm 8 món. Động cơ là 1 này, sạc là 2, điều khiển là 3, tay ga là 4 này, xích là 5, níp là 6 và nhông là 7. Bộ phụ kiện này bao gồm 7 món là rất đầy đủ rồi. Giá của nó thì chọn bộ cái này là 2.600.000 đồng. Xích thì được trang bị là 2 chiếc các bạn nhé. Nhông thì 1 chiếc và các bạn tùy chọn từ 32 răng, 34, 38 và 41 răng. Về lực kéo bao nhiêu thì mình sẽ chọn loại bấy nhiêu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ bật chuông thông báo. Nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi bên kênh của chúng tôi vừa đăng video mới lên. Sau đây là một số cái hình ảnh sản phẩm và test thử đồ. Động cơ thì rất là êm và có quạt là mát nữa các bạn.